Rồi, hello, hãy chào tất cả các anh em có cùng đam mê nha. Sẵn đây hãy chúc anh em mình có một buổi tối thật là ấm áp bên gia đình nha. Mình muốn chia sẻ với anh em mình cái nội dung mình nói chuyện với một người bạn ngày hôm qua luôn nha. Đó là người bạn đó nói như thế này: anh ơi, anh giúp em nha, là chỉ em cách là mình xác nhận một cái con gà mái, mặc dù còn nhỏ thôi nha, nhưng mà lớn lên sau này nó phải là đẻ trứng tốt, giữ con nó giỏi. Rồi thì thật sự chọn một con gà gì rất là dễ nha anh em. Yêu cầu anh em mình vô tay là biết được liền, là cái phần bụng mềm nó khá phát triển, mặc dù nó cỡ ký 1 ký 2 thôi nha. Và bên cạnh đó gờ tới cái xương ghim luôn nha. Cái xương ghim ở gần cái hậu môn của con gà thì nó không khích vô gì đâu, mặc dù nó còn tơ nha, nhưng mà nó hở rồi. Thì những cái con này nè, nó phát triển cái phần bụng mềm rất là sớm, và bên cạnh đó xương ghim nó hở anh em, mặc dù nó chưa đẻ trứng nào đó. Rồi thì những cái con này bao với anh em mình luôn nha, là đẻ tốt, đẻ sai và nuôi con rất là khéo. Thì thật chất á, ở đời mà có cái này thì mất cái kia, thì anh em mình chọn những cái con gà như vậy rồi, nhưng đa phần nha, ở đây mình nói đa phần nha, là cái phần lớn là những cái con gà này nó nhỏ kỹ, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái khung xương nó cũng không có được đầy đặn, nó nói chung là không có cứng cáp lắm để làm một con gà đi thi, cho nên anh em mình chọn được cái này thì mất cái kia là chỗ đó. Rồi bây giờ mình qua cái nội dung đó, mình chuyển qua cái đầu phần khác nha, thì mình chia sẻ thêm đó. Chia sẻ thêm là cái phần này là những cái con gà có khung xương lớn, thường là những cái con gà nha, mình nói thường thôi, thường là những con gà nó ấp trứng dở và nuôi con dở, mặc dù nó đẻ trứng là rất là tốt. Thì những cái con gà bự xương nè, lớn con nè, nó đẻ trứng tốt, nhưng mà trong quá trình ấp á, thì cái do cái phôi phát triển, và cái phôi này nó sẽ rút cái lượng canxi từ cái vỏ vô, cái vỏ trứng vô nuôi cơ thể nó, và cái vỏ vôi này bắt đầu nó mục, nó nói chung là nó yếu đi. Thì nếu con gà mình nó bự ký và nó dùng về, nó nhảy lên nhảy xuống nha, vô tình nó đạp lên trứng là trứng nó có thể bị vỡ trứng anh em, và từ đó nó dẫn đến là ấp không đạt. 10 con đâu đó, 10 trứng đi, 10 trứng đâu đó nó còn khoảng 5-6 con thôi, nói chung nó hao hụt nhiều gì đó. Thì những cái con này mình thấy rõ ràng nó ấp không đạt, nhưng được con cái nó thuộc về dạng là hay nha anh em. Tại vì đa phần là thuộc thì những con gà hay, gà giỏi, cái khung xương nó lớn, nó tải cửa là tốt, sau này con nó ra tải cửa tốt. Rồi thì cái đặc điểm để nhận biết con gà này ngay từ nhỏ nha, tầm 1 ký mấy thôi là mình nhận biết được rồi nha, là anh em mình bợ cái vô cái lượng gà đó, thì cái phần bụng mềm của nó nói chung là nó khô gan, nó không có phát triển cái phần bụng mềm nha. Và đặc biệt là anh em mình để ý hai cái xương ghim của nó rất là khít gịch nha, còn nhỏ và nó khít gịch luôn đó, và mình gờ vô nó cộm lên liền cái phần này ha. Là những cái con gà này sau này nó bự ký, khung xương lớn nha, và dẫn đến cái khả năng của nó là một, có thể là nó ấp dở, hai là giữ con dở, nhưng bảo đảm với anh em mình là cái con này nó đẻ cũng trễ luôn anh em. Thì tiếp theo nội dung thì mình muốn chia sẻ cho anh em mình thêm một cái kinh nghiệm riêng của bản thân mình nha, là chọn một con gà mái nó đẻ tốt, giữ con giỏi và thuộc về cái hạng là gà hay nha, tại vì khung xương nó lớn. Mà chọn như thế nào? Trước tiên là chọn gà từ nhỏ luôn, thì cũng mình chọn từ nhỏ chứ lớn lên nó đẻ rồi thì chọn nó quá bình thường đó. Thì con gà từ nhỏ tầm 1 ký mấy thôi nha, thì anh em mình cũng vô tay đó. Mà anh em mình để ý con phần nha, cái bụng mềm vẫn phát triển nha, nhưng cái phần xương ghim á, nó sẽ đi dài ra và nó câu như thế này nha, chứ nó không có đi thẳng xuông xuông kiểu này nha, nó không có xuông xuông kiểu này, mà nó hơi dài ra và nó câu vô nha, nó câu vô mà nó vẫn hở anh em, bụng mềm vẫn hở mà nó câu vô như này đó. Nói chung là cái xương ghim nó vẫn phát triển và nó câu vô đó, nó câu vô sâu sâu kiểu này đó. Là những cái con gà đó bảo đảm đây anh em mình vô tay là một cục nha đó. Mà con gà cái kiểu đó thì cái khung xương cũng khá lớn, chứ không phải là rất lớn nha, khá lớn và đẻ khá sớm cho anh em mình. Bên cạnh đó thì con gà cái đầu nha, anh em mình để ý cái đầu, cái phần đầu của nó là nó có thể bự hoặc là có thể nhỏ, nhưng phải là đầu tròn, cái mỏ càng nhọn càng ngắn càng tốt. Rồi thì tới đây hãy xin kết thúc video nha. Chúc anh em mình chọn lựa được những cái con gà mái thật là ưng ý nha, ngay từ nhỏ, ngay từ đầu luôn nha. Tạm biệt anh em.